Hôm nay là một ngày rất là đông vui. À, thế thế là lại một tuần nữa lại trôi qua, thì hôm nay mỗi tối thứ tư lại có một buổi open mic ở số 19 Cao Bá Phát, thì không biết là mọi người có nghe thấy mic như nào không? Ok, nghe thấy à. Thế thì thế thì mình sẽ nói qua một chút về cái buổi open mic này nhá, vì phòng trường hợp là hôm nay mình thấy cũng rất là nhiều bạn mới đến đây. Cái buổi này nó sẽ là kiểu mình và Phong là sẽ là hai người như kiểu là ví dụ đây là một bộ phim sitcom dài tập chẳng hạn, thì bọn mình sẽ là hai nhân vật chính, không phải hai nhân vật chính mà hai nhân vật phụ làm nền, kiểu như là chơi nhạc, đánh trống, đục cửa kèn các thứ, còn mọi người sẽ là diễn viên chính.
Thank you.
Như thường lệ là hết 3 bài là mọi người
dụng mic đấy, có ai bấm lên chưa? Tôi hát lên trong lời vu vơ,
vẫn những khuôn mặt cười, dù biết sẽ không hề vui, dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên hôm sau, để tim này vun cơn đau và những ký ức biệt nhau chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sắp chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ quên rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Mắt cho mình từ đầu vào nhau, chú đâu biết
Bất kể giờ bầu trời đây sao ấy, ta sống trong đời. Mãi
Thank you.
Sau mình sẽ hát bài cuối cùng, cũng là của Chiêu Linh. Bài này mình hát nhiều lắm rồi. Bài này mình hát nhiều lắm rồi nhưng mà sẽ chắc có nhiều bạn chưa biết, tại vì bài này Chiêu Linh tên là Anh Mời Em Một Ly Nhé. Rất là lãng mạn. Anh mời em một ly nhé.
những phút lặng im nghe sao bình yên đến bao giờ còn anh vẫn hồi anh mời em một ly nhé nơi quá quen
Thank you.
hay em hơn. À ok bạn. Phải nghĩ hả? Xong ca. Khi đôi môi còn đỏ mọng, em vẫn nói em buồn. Khi em chẳng sao nói thôi, lại gần hôm nay. Khi con tim không còn chiếc đầu, khi hai má em hay hay. Em nói em sẽ tiếng đàn, vậy lại gần hôm nay. Lại gần hôm nay. Yeah.
Going out.
thời lượng thì đấy là bài cuối cùng rồi. Nhưng mà trời mưa này thì mình cũng chưa về được. Mình thấy là mọi người có vẻ như là đứng dậy đâu. Thế thì bây giờ đến phần tự do nha. Con em muốn chơi gì không em? Chơi lòng ha. Chơi lòng ha. Chơi lòng ha. Mình đánh mí. Ừ. Đứng lên á. Đã đến lần 12 rồi. Tưởng hết rồi nhưng mà không. Vẫn chưa hết à? Vừa rồi là bài cuối rồi, bây giờ là bài cuối lần 2. Mưa to quá này, mình dầu bớt mưa đi. Con bé phải Cái kia còn lại. Không, cái nào có cái dây cắm đấy. Không, cái còn lại. Rồi, thẳng hứa. Mắc cái thắt cổ ở trên nhà. Mưa đi con chiều. Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn.
nghe thêm gì không? Chúng ta lại thay đổi nhân sự. Alo. Anh được hết đâu ấy? Không. Anh tông nào cũng được, tông nào cũng được. Bài này tâm hốc tốt lắm. Bài chưa tập bao giờ. Sau đây sẽ là cơn mưa tháng năm. Nghe thích hợp cho trời vượt. Mùi cùng ký ức về trong giấc mơ luôn gọi tên. Đôi khi tôi vẫn cố quên đi, cứ xóa sao ngàn vết dấu. Thêm trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta thân bên. Rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mơ nắng nắng. Dẫu chân là bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi hào hoạt cơn. Sẽ quay quanh lại bài tình ca tháng năm dành cho em, còn ngân vang thay tan biến theo mưa ướt nhòa. Dù từng ngày như vẫn thường, nắng gió xua vẫn buồn phiền. Những ước muốn rồi sẽ phai dần khi giấc mơ qua một đêm. Trong cơn mơ như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt ấy vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua. Dẫu chân là bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới. Buồn giờ lại phút giây đã sai, cho em sẽ quay quanh lại bài tình ca tháng năm dành cho em. Ôi ta trong mưa. Chưa tập
tập, chưa tập bao giờ. Nghe là cũng nhỏ. Điều thật. Phải. Thôi nghỉ rồi nhỉ. Con gì rồi nhỉ, các bạn ấy khỏi đẹp đẹp. Nhưng mà em một thôi. Không, cái loa cứ để đâu nhỉ. Đây đây đây. Mình dùng một sợi loa này. À loa này.